Hình đó cuộc đời này bây giờ biết bao nhiêu đau khổ. Đau khổ về tiền bạc, đau khổ về vợ chồng, hoặc có người lại kiếm tôi xin giải quyết vấn đề. Tôi nói vấn đề đâu có mà giải quyết. Vấn đề là cái gì ông biết không? Có nhiều người học tới bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ này kia đó mà vẫn đau khổ. Học rất giỏi, là giáo sư đại học, đứng dạy đại học mà đau khổ vô hỏi tôi. Giờ bệnh tâm thần, thần kinh biết nó gì? Tôi nói bệnh thần kinh ở đâu có? Con có vấn đề mà hỏi sư. Tôi nói cái vấn đề có hay không? Đặt vấn đề là một cái ngu, mà tìm cách giải quyết vấn đề, sanh ra bao nhiêu vấn đề. Thế giới này đặt vấn đề, thế đất này sắp bùng nổ là một cái ngu. Rồi tìm cách liên hiệp quốc hợp tác nhau để mà thế giới đừng bùng nổ. Bây giờ kêu bằng cái gì đó, Việt Nam giờ cũng vô cái hợp tác gì đó, quốc tế. Cứu được không? Không có ai cứu thế giới này được hết. Chỉ có mỗi người chúng ta chịu cứu. Mà chúng ta yếu xìu, định lực không có, làm sao cứu? Chỉ có Phật. Còn không thôi mấy ông vua, làm vua là phước báo hơn tổng thống. Hợp nhau mấy ông phải ăn chay, phải tu trước, thì dân chúng ở mượn theo, chứ không bắt buộc nó được. Cũng như tôi mà khuyên Phật tử là tôi phải làm trước. Tôi ăn thịt uống rượu, tôi mua ca múa mà tôi khuyên quý vị làm sao nghe? Cái đạo Phật không bao giờ dùng cái quy quyền, không bao giờ dùng cái sợ mà hiếp đáp người ta, mà dùng cái hiểu biết. Hiểu biết sai lầm cho nên cuộc sống mới đau khổ. Mà cuộc sống hết đau khổ là do có cái hiểu biết. Hiểu biết là cái gì? Là cái tâm. Đó, hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Cái gì cố gắng, heo, thì cái hiểu biết đầu tiên đó là chúng ta phải giữ năm giới. Mà cái giới đầu tiên, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà chỗ đau khổ này, quý vị nên nhớ. Đau khổ là do tư tưởng. Nếu bây giờ con cái nó bất hiếu, con khổ quá sự. Con cái bất hiếu là khổ sao? Bây giờ con cái vợ chồng mà nó tiền bạc không có thì nó khổ. Vì do tiền bạc mà khổ sao? Mà sư nói vậy là không có vấn đề gì hết sao? Tôi nói không phải là không có vấn đề. Mình chấp nhận vấn đề là một cái sai lầm, một cái ngu. Mình giải quyết vấn đề thì sanh xuống nhiều vấn đề. Mà ở đây của mình là phải thấy rõ vấn đề. Từ đâu mà có vấn đề? Nếu mình thấy rõ rồi thì vấn đề nó tự tan lỡ thôi. Hình ra đạo Phật chủ trương là cái gì thấy rõ. Mà thấy không rõ thì bắt đầu có cái nghi. Tin hoặc là tin có hoặc là tin không. Ví dụ trong tay tôi nắm lại, tôi nói trong tay tôi có cục kẹo. Quý vị tin không? Tôi nắm lại quý vị có thấy cái gì đâu thì chia nam nữ. Bên nữ thường thường đặt cái niềm tin. Sư nói có cục kẹo thì có, sư con tin. Cái nam nó mê tín, đồng bà mê tín. Mấy cô có thấy cái gì trong tay sư không mà tại sao dám tin? Tôi mới là chánh tín. Tôi không thấy, thành ra tôi không tin. Mình thấy mình hay vững hơn. Nhưng mà vững không? Nó lý luận ẩu tôi. Lý luận ba xu. Bây giờ nếu bên nữ mà khôn một chút, hỏi vậy cho mấy ông có thấy trong tay sư cái gì không? Tôi cũng như cô, tôi có thấy gì đâu. Không thấy sao mà dám không tin? Thì tin tôi tin có, mà mấy ông không tin tức là tin không có. Mà tôi đuôi mấy ông cũng mù. Cứ đuôi mù như cái nhau, mà một người tin có, người tin không thì hai người đều ngu hết. Cứ đó một chút xíu mà chúng ta không để ý. Hãy đặt lên cái niềm tin, cái nghi ngờ thì là sai lạc rồi. Nhưng bây giờ làm sao sư? Thấy rõ. Hãy thấy rõ. Thấy rõ thì cái niềm tin hết. Bây giờ tôi mở tay ra, tay không. Rồi tôi nắm lại đến trong tay có cục kẹo nắm trước mặt mấy ông bà. Mấy ông bà tin không? Mà nói ôi cái này không có sư đặt vấn đề sai rồi. Thì còn hai bên để trả lời thẳng với sư ra trong tay không có gì hết. Thì còn không có gì thì tin hay không tin. Vì sao?
vì tụi con thấy rõ, đạo Phật là nói thấy rõ, nó sáng tỏ vô cùng. Rồi bây giờ quý vị cái mù mờ mà không biết là ngày 21 tháng 12 có tận thế hay không, bắt đầu có tin không tin. Và tận thế cũng vậy mà không tận thế cũng vậy, tận thế là do mình tưởng tượng ra. Mà mình thấy rõ rồi, nếu mình mà đặt vấn đề là cái ngu, mà vấn đề là phát xuất từ tư tưởng mình. Bây giờ chúng sanh cộng nghiệp mà nếu mà đủ duyên thì nó có, còn đủ duyên thì nó ẩn. Thế giới này là ẩn hiện. Thì tôi nói sơ thôi ha, chứ còn giảng kỹ nữa nhưng mà không có thời giờ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tu tập của chúng ta.